Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng khám phá tựa game đầu tiên nha. Bên đi. Ok. Let's go. Tuần này chúng ta 48 máu. Wow, rất chiêu này, nhiều máu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ phải chơi cho chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ sang bên thứ hai. Let's go. Rồi, căn phòng này hết rồi, mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Đây là nơi hình như chứa rác. Con mắt để các bạn biết được là con ma nó đang đi hướng nào.
bạn đang gần đây. Các bạn phải đợi, đợi nó đi, sau đó thì các bạn mới ra ngoài được. Ok. Đấy, một con mắt nữa. Nó lại ở đây rồi. Chắc lại lên trên tầng 2. Nó đang tầng hầm. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ lên tầng 2 luôn. Let's go. Tiếp tục đi vào trong sâu đây. Ok. Ok, đã đủ 20 chiếc túi và mình không biết con ma đang ở đâu. Quả này là quả liều, mình sẽ liều thử xem. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, chuyển quay Hollow Knight. Trang điểm rất là giỏi luôn. Từ một bà già rất xấu xí trang điểm được một cô gái rất là xinh đẹp. Chào Macro, mình đã cho anh ta tiến hóa thành một loại khác rồi. Đây như còn là một loại hải cẩu. Các bạn sẽ un chiếc xe này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Bendy and in the Magic.
Let's go, chapter one. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Đặt hai cú bin này thì mình sẽ phải lắp vào đâu đó. Để mình xem. Ok, đây rồi. Rồi có dao xuống này. Chiếc máy này đã chạy rồi. Và đang đưa cái này lên. Rồi, sau đó thì mình sẽ ra đây xem. Cánh cửa này đang mở. Chui xong đây. Và mình sẽ phải tìm 6 món đồ trên 6 bức tranh này. Who put this here? Món đồ đầu tiên. Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Một chú Bendy. Bendy bằng thú bông. Wow. Nhìn cũng rất là dễ thương. Món đồ thứ ba. Ok. Thứ tư. Món đồ thứ năm. Ok, món đồ cuối cùng. Ok, that's all of them. Thì mình sẽ phải tìm một chiếc máy chiếu. Ở máy chiếu đó có một công tắc gì đó. Đi ra đây xem như thế nào. Bên đi ra rồi. Ok. Let's go. Rít đi. Rồi, giờ có dao ở đây là.
Oh my God. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Let's go. Francis, don't make so much noise. Yes, dear. Look, plan. Look on their faces when they see me walking on water. Một ngôi nhà kỳ quái luôn. Rồi mình sẽ nhảy xuống đây luôn. Rồi mình tóc hết luôn đây. Rồi mình tóc. Chạy thôi. Let's go. Bear witness to my greatness. I
I'll show you all. Watch me make history. Oh, shit. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny. One day. Let's go. Wow, và ta có một cái bẫy ở đây. May mà mình lách được. Rồi mình sẽ để cái này ra đây. Sẽ có món đồ nào gần đây không? Không có gì chỗ này cả. Chết rồi. Oh my god. Wow, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Pika. Let's go. Wow, anh chàng này nó leo mình luôn. Tài thật. Vẫn leo sau được mình.
cả rất muốn em ơi. Các bạn có thể trêu anh ta, sau đó thì các bạn sẽ mở những cánh cửa ra. Không nẹo rồi. Oh my god, rơi vào một cái chỗ nào rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderilla, The Sola. Ở tựa game này các bạn sẽ đi tìm 8 quyển sách tất cả. Quyển sách đầu tiên. Không có gì ở đây. Ở đây có một cánh cửa mà mình chưa mở được, đó chính là cửa này. Rồi, xem trai có được không? Cửa sách thứ hai. Ok. Khi mà nó xuất hiện thì các bạn bị bắt các bạn nhìn theo nó thì các bạn phải quay đi thật nhanh để tránh nó sẽ hút và các bạn sẽ bị chết. Trong này không có gì. Trong này không có gì luôn. Rồi, và mình sẽ đi xem bên này. Các bạn cứ đi xung quanh tất cả những cánh cửa, những căn phòng, các bạn sẽ phải vào và tìm tòi xem có những quyển sách nào không. Thì khi hoàn thành đủ 8 quyển sách, các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này, thoát khỏi mê cung ma. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.